Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng chủ trì buổi làm việc của Hội đồng thẩm định về quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Dự buổi làm việc về phía thành phố Đà Nẵng có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh và lãnh đạo các sở ban ngành. Xuất phát từ nhiệm vụ lập quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đến nay Đà Nẵng đã hoàn thành dự thảo quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, bám sát quan điểm, mục tiêu tổng quát của Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị và các quy hoạch cấp quốc gia, cấp vùng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch đã đặt ra điểm tập trung phát triển thành phố theo 3 trụ cột, trong đó đã nghiên cứu tích hợp đồng bộ yếu tố văn hóa vào sự phát triển du lịch trở thành một trụ cột quan trọng của thành phố. Đó là du lịch gắn với hoạt động xã nghỉ dưỡng, trung tâm tổ chức sự kiện quốc tế và yếu tố văn hóa, tạo nên sự độc đáo, khác biệt. Hai trụ cột quan trọng khác là kinh tế, tri thức, với hai mũi nhọn là công nghiệp công nghệ cao gắn với xây dựng đô thị sáng tạo, khởi nghiệp, công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông gắn với nền kinh tế số, và trụ cột thứ ba là trung tâm dịch vụ chất lượng cao với hai mũi nhọn là cảng biển, cảng hàng không gắn với dịch vụ logistics và trung tâm tài chính quốc tế quy mô khu vực. Trong quá trình lập quy hoạch, thành phố luôn đảm bảo việc thực hiện tích hợp theo chiều dọc trên nguyên tắc tích hợp hai chiều từ trên xuống và từ dưới lên với quy hoạch tổng thể quốc gia. Các quy hoạch ngành lĩnh vực cấp quốc gia đã được phê duyệt hoặc đang được lập đồng thời và các nội dung tích hợp vào quy hoạch được giao cho các sở ngành quận huyện của thành phố thực hiện, cũng như tích hợp theo chiều ngang với quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ, Duyên Hải miền Trung và các tỉnh trong vùng thông qua việc tham gia ý kiến tổ chức hội thảo để thống nhất đồng bộ các định hướng phát triển và khai thác nguồn lực tổng thể. Những hoạt động này được phối hợp thực hiện song hành, trao đổi xuyên suốt trong quá trình xây dựng các ý tưởng và dự thảo báo cáo quy hoạch. Đề cập đến các chỉ tiêu cụ thể, Đà Nẵng phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2021-2030 đạt 9,5-10% trên một năm đến năm 2030. GDP bình quân đầu người đạt khoảng 195 triệu đồng trên một người. Tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trên GDP đạt trên 40%. Thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân từ 9-11% một năm. Tổng vốn đầu tư phát triển xã hội tăng từ 11-12% một năm. Huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thời kỳ 2021-2030 đạt khoảng 800.000 tỷ đồng. Về tầm nhìn đến năm 2050, Đà Nẵng xác định xây dựng thành phố trở thành đô thị lớn, sinh thái, thông minh, bản sắc, bền vững, là trung tâm du lịch quốc tế, trung tâm công nghiệp công nghệ cao, trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, trung tâm tài chính quốc tế khu vực và là thành phố biển đáng sống, đạt đẳng cấp khu vực châu Á. Trên cơ sở định hướng, tổ chức không gian phát triển của các ngành nêu trên, thành phố cũng đã khoanh định 7 khu vực trọng điểm phát triển kinh tế. Để cụ thể hóa các nội dung, Đà Nẵng đã đề xuất một danh mục các dự án ưu tiên đầu tư, gồm 3 nhóm dự án do ngân sách trung ương đầu tư, 16 nhóm dự án do ngân sách thành phố đầu tư và 19 nhóm dự án huy động nguồn lực xã hội, với tổng nguồn vốn cần huy động trong thời kỳ quy hoạch lên đến 40% GDP của thành phố. Tại buổi làm việc, các thành viên Hội đồng thẩm định Bộ Kế hoạch và Đầu tư, lãnh đạo các bộ ngành và các chuyên gia đã tham gia nhiều ý kiến đề cập toàn diện các lĩnh vực để hoàn thiện quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.